thì trong có một cái lĩnh vực gọi là chúng ta gọi là thống kê, thì chúng ta sẽ làm những cái thống kê trên cái dữ liệu của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ thu thập được những cái thông tin liên quan. Thì cái buổi đầu tiên này chúng ta có hai cái mục tiêu. Thứ nhất là cái mục tiêu thứ nhất của chúng ta là chúng ta giới thiệu về thống kê. Thì thứ hai là chúng ta nghiên cứu một số cái tính chất của cái thống kê mô tả. Thì chúng ta sẽ trong cái buổi hôm nay, cái tuần đầu tiên này, kết thúc cái bạn xem sơ qua cái syllabus trên MS rồi ha. Các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái topic về cái thống kê. Thứ nhất là ở đây mình đưa cái này lên trước là cái thống kê mô tả của mình là lên trước. Cái nội dung của cái buổi hôm nay đó là cái về cái thống kê mô tả và những cái giới thiệu về thống kê trong cái tổng số 1 của chúng ta tiến hành một số cái tính toán. Vậy là chúng ta sẽ tính toán trên cái dữ liệu thì chúng ta đưa ra những quyết định phù hợp với mục tiêu của chúng ta. Bốn câu hỏi đó. Nhất là thống kê là gì, thứ hai là cái cách mà người ta collect cái dữ liệu để làm như thế nào, cái cách mà chúng ta display cái dữ liệu như thế nào, và cái cuối cùng là chúng ta sẽ tổng kết hoặc là chúng ta xem cái bộ dữ liệu mà chúng ta lấy được đó. Định nghĩa thống kê là gì, thứ hai là những cái từ khoa học, những cái gọi là cái từ đó các bạn ha, thứ ba là cái việc mà các bạn xác định các cái từ đó như thế nào. Thứ tư là chúng ta tìm hiểu về cái gọi là cái frequency table, cái bảng tần số. Ok, bốn cái một trong để trả lời cái câu hỏi đầu tiên á, thì chúng ta cần phải biết được cái định nghĩa thống kê là cái gì, các cái từ khóa hay dùng là gì, các cái khái niệm hay dùng, cách cái chúng ta xác định các cái khái niệm đó và tập trung vào cái bảng tần số thì thu thập được. Ok, thì ở đây có một cái định nghĩa cũng rất là cơ bản. Thống kê là cái khoa học của cái việc chúng ta thu thập của anh. Các bạn tiến hành làm các cái survey, các cái điều tra, các cái khảo sát để các bạn thu thập dữ liệu. Thu thập sau đó các bạn tổ chức như thế nào? Các bạn có thể tổ chức dưới dạng các cái database hoặc là các cái table trong Excel, v.v. Hoặc là các bạn lưu trong các cái cơ sở dữ liệu. Sau đó chúng ta tiến hành những cái phân tích. Thì có nhiều cái kiểu phân tích khác nhau. Chúng ta tiến hành những cái phân tích trên cái dữ liệu mà chúng ta đã thu thập và được tổ chức đó. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành diễn giải các bạn nhé. Chúng ta diễn giải và chúng ta làm một số các cái động tác để chúng ta rút ra những cái thông tin quan trọng. Những cái thông tin quan trọng đó nó giúp chúng ta trong cái việc mà chúng ta đưa ra những quyết định cuối cùng. Vậy thì mục tiêu cuối cùng của thống kê là gì? Các bạn nghĩ là gì? Từ cái data của mình, từ cái tập dữ liệu của mình, thì đi qua cái thống kê này này, các bạn sẽ rút ra được những cái decision, quyết định cuối cùng của chúng ta là cái gì? Thì cái lĩnh vực này nó gồm bốn cái step như thế này, thì tùy chúng ta sẽ người ta cố gắng thì người ta sẽ phân loại là hai cái loại khác nhau. Một cái loại là thống kê, cái loại là thống kê suy diễn, là trong cái phần người ta chia nó ra làm hai loại các bạn nhé, người ta chia làm hai loại tạm thời như vậy. Một cái loại là thống kê mô tả các bạn, và cái loại thứ hai là thống kê suy diễn. Thì thống kê thực ra nó ra đời từ lâu rồi các bạn, nhưng mà giữa cái toán học, một số cái nhà toán học đó, người ta không, trong những cái thời buổi khoảng trước khoảng năm 1930 đó, thì người ta không có công nhận cái thống kê là một cái ngành toán học, bởi vì nó có nhiều vấn đề liên quan, đúng không? Nhưng mà nó cứ vẫn cứ phát triển và nó cứ làm công việc của nó. Thì khoảng năm 1934 trở đi, với cái sự ra đời của các cái công trình của Kolmogorov, một cái nhà toán học rất nổi tiếng người Nga rồi, thì người ta đặt cái, ông ta là đặt cái nền tảng toán học cho nó và viết lại cái chặt chẽ hơn và rất là nhiều thứ không quan. Thì cỡ khoảng sau đó thì người ta công nhận là thống kê có thể xem như là một cái chuyên ngành, một cái chuyên ngành của toán học. Giống như toán rời rạc, một cái thành phần của toán học, thì thống kê cũng có thể xem như là một cái chuyên ngành của toán học. Và thống kê nó có nhiều cái ứng dụng trong thực tế các bạn. Các bạn thấy là những cái sinh viên ngành kinh doanh, những cái sinh viên ngành công tác xã hội, những cái sinh viên ngành kỹ thuật,
Vâng, rất là nhiều ngành người ta học cái thống kê này giống như là cái thống kê cơ bản của thì nó sẽ giúp cho mình trong nhiều cái ra quyết định. Thống kê mô tả thì liên quan đến cái việc là tổ chức dữ liệu. Có một cái nét hơi đặc biệt ở đây là chúng ta sẽ display cái dữ liệu ra và chúng ta xem nó như thế nào, summarize cái dữ liệu. Còn cái thống kê suy diễn này, thì thường là chúng ta sẽ dùng những cái suy luận. Thì trong cái phần này, cái kiến thức toán của chúng ta nó sử dụng nhiều cái kiến thức toán hơn, tức là chúng ta sử dụng cái sample cái mẫu đó các bạn, để chúng ta dẫn ra cái conclusion, là cái kết luận về cái quần thể của chúng ta, từ khóa cơ bản một số cái khái niệm cơ bản. Thứ nhất, các bạn có cái khái niệm về quần thể, population là quần thể. Các bạn học cái lý thuyết tập hợp rồi, chúng ta có thể xem cái population của chúng ta nó giống như là cái universe của bạn, cái vũ trụ của chúng ta. Thì trong cái population này nè, thì thường người ta sẽ xem xét một cái bộ phận nhỏ, những cái này chúng ta gọi nó là cái sample. Chúng ta không thể lấy tất cả cái dữ liệu được. Ví dụ các bạn đang nghiên cứu về, các bạn muốn làm một cái, các bạn làm một cái survey về các bạn đang nghiên cứu về cái chi phí, cái giá của các cái cuốn sách thống kê. Thì các bạn không thể lấy tất cả những cuốn sách thống kê để hiện có trên thế giới được. Các bạn chỉ lấy những cái mà các bạn trong cái khả năng mà các bạn làm được. Chúng ta tiến hành một cái gọi là cái điều tra, một cái survey, một cái điều tra về cái lập đoàn các cái chi phí của các cuốn sách. Thì cái điều tra này của chúng ta chỉ làm trên 25 cái textbook. Thì các bạn thấy là gì? Cái sample của chúng ta này nè, nó chính là cái tập hợp của 25 một cái phần nhỏ thôi. Thì người ta hy vọng rằng, và cũng là cái cách người ta làm việc, tức là người ta sẽ nghiên cứu trên cái tập sample này nè, để người ta đưa ra cái quyết định cho cái tổng thể của chúng ta. Nghiên cứu trên cái phần nhỏ này thôi nè, chúng ta study trên cái phần nhỏ này. Ok, để chúng ta rút ra, chúng ta hy vọng là chúng ta cố gắng rút ra những cái thông tin về cái population. Nói cách khác là chúng ta thông qua cái sample này này, chúng ta sẽ hiểu về cái population. Được không? Đó là cái thống kê suy diễn đó các bạn. Thống kê suy diễn. Thống kê mô tả thì nó mang cái tính kỹ thuật, mang cái tính trực quan hơn, mang cái tính con người hơn. Còn cái thống kê suy diễn của chúng ta thì chúng ta sử dụng những cái phương pháp toán học nhất định. Thì chúng ta từ cái sample chúng ta sẽ suy ra cái thông tin về cái, trong cái ví dụ này thì cái population của chúng ta nó sẽ là gì? Là tập tất cả các bạn on. Khi các bạn làm cái survey, một cái điều tra như thế, các bạn sẽ collect về những cái data. Các bạn sẽ collect được những cái data. Cái data là cái, chẳng hạn như cái data nó chính là cái giá trị. Giá trị thực sự của cái gì? Của cái variable. À, cái variable của chúng ta đây, đối với cái ví dụ này các bạn thấy nè, variable là cái mình nói sơ qua, nó là cái đặc trưng, cái characteristic, cái đặc trưng của những cái phần tử ấy các bạn, những cái element. Thì ở đây mỗi cái textbook này của chúng ta, thì mỗi cái textbook này chúng ta có thể xem nó giống như là một cái element. Các bạn cần biết về cái cost, cái chi phí của những cái cuốn sách này. Ok, nó là cái cost. Chúng ta nghiên cứu những cuốn sách và chúng ta cần quan sát về cái cost của nó. Thì cái variable này chính là cái cost đó. Được chưa? Cái giá trị của cái variable này thì chúng ta gọi nó là data. Ví dụ, cái cuốn sách mà mình mới mua về chẳng hạn, nó có là giá là 25 đô chẳng hạn. Thì cái data này của chúng ta nó là 25 đô. Thế thì cái tham số là cái gì? Cái sample các bạn hiểu rồi ha. Thì cái population này chính là cái everything, tất cả những cái người mà các bạn quan tâm, tất cả những cái vật mà các bạn quan tâm, các bạn đang nghiên cứu về nó. Các bạn đang nghiên cứu về cái vũ trụ này thì nó chính là cái population của mình. Cái tham số là cái gì? Cái tham số là cái gì?
là cái đặc trưng của cái quần thể đó, của cái population. Tham số này là cái chữ tham số này nhiều khi nó gây hiểu nhầm của mình. Các bạn nên hiểu nó là đặc trưng. Đặc trưng của cái gì? Của cái population. Đó là cái tham số đặc trưng của population. Ví dụ cái quần thể của mình đó là những cái textbook các bạn nhé. Thì cái tham số của chúng ta là gì? Cho mình cái ví dụ chẳng hạn, mình nói luôn chẳng hạn như là gì, cái average có cái giá trung bình nó là bao nhiêu, cái giá trung bình các bạn ha, cái giá trung bình này nó chính là cái đặc trưng của cái quần thể của chúng ta, cái giá trung bình của những cái cuốn sách của mình, thì cái đó nó chính là cái tham số. Vì rất là khó khăn trong cái việc mà chúng ta thu thập được đầy đủ cái quần thể này, do đó chúng ta chỉ nghiên cứu trên một cái mẫu thôi. Thì tuy nhiên trên cái mẫu á, cái mẫu của chúng ta nó sẽ là một cái phần nhỏ quá. Ok, cái thống kê này chúng ta có thể hiểu là cái đặc trưng. Vậy thì cái thống kê nó chính là cái đặc trưng của cái tập mẫu của bạn, bộ của bạn nha, của cái sample. Ok, chúng ta lấy mẫu và chúng ta nghiên cứu cái đặc trưng trên cái mẫu. Thì từ cái đặc trưng trên cái mẫu đó, chúng ta hy vọng rằng là cái đặc trưng trên cái mẫu đó nó phản ánh đúng cái đặc trưng trên cái quần thể. Được không? Bởi vì có những cái population nó là vô hạn, mà chúng ta chỉ làm việc với mấy tấm những cái phương tiện vô hạn. Giá trung bình của bao nhiêu các bạn? Của 25 cái cuốn sách thôi, được không? Thì thông qua cái ví dụ này các bạn có thể định danh được, nó còn nhiều cái vocabulary khác nữa, nhưng mà nó không quan trọng, mà nó có đưa ra đây. Lấy cái ví dụ khác các bạn, lấy cái ví dụ khác ở đây, các bạn có một cái tập dataset, tức là cái tập dữ liệu mà chúng ta thu thập được khi người ta khảo sát các cái công ty các bạn ạ, à, người ta khảo sát các cái công ty, à, các công ty máy tính chẳng hạn như là IBM, công ty Dell, công ty xe hơi ví dụ General Motors chẳng hạn. Thì người ta quan tâm tới cái doanh số. Variable. Variable đúng rồi. 85 đô, 85 triệu, cái này là gì? Data. Data đúng. Tập mẫu của chúng ta bằng máy một ba cái đúng rồi, cái sample của chúng ta là ba. Thì các bạn thấy là những cái công ty thì rất nhiều công ty, người ta chỉ quan tâm tới ba cái công ty thôi, người ta chỉ lấy mẫu trên ba cái công ty này thôi, được không? Cái đặc trưng ví dụ như cái thống kê thì là gì, là min nè, là max nè, là average nè. Vâng, các bạn liên tưởng tới những cái đó. Cái đó giống như là cái gọi là cái đặc trưng của cái tập dữ liệu này. Cái tập dữ liệu này ví dụ như mình có cái doanh số ví dụ như các bạn như là doanh số bé nhất là nhiều 1.000. Đó là một số cái khái niệm cơ bản mà người ta hay dùng trong thống kê. Qua cái phần tiếp theo. Ở đây mình sẽ xét về một cái thông tin gọi là cái bảng tần suất. Cái này thì các bạn trong thực tế các bạn đã rất là nhiều. Ví dụ nghe, người ta làm một cái survey về bán hàng. Ví dụ các bạn, cái người bán bánh này, người ta sẽ đi nghiên cứu xem thử là ai ăn bao nhiêu. Cái số lượng bánh, cái số lượng donut, người ta quan tâm tới cái donut, phải không nhỉ? Và quan tâm tới cái việc ăn. Thì người ta thấy rằng là gì? Có 25 người các bạn nhá. 25 người là ăn một cái bánh donut. Được chưa? Có 15 người thì ăn hai cái donut đó. Có 7 người thì ăn ba cái, có 3 người ăn bốn cái. Thì là người ta ví dụ cái quán của người ta sẽ quan sát thêm thử nó như thế nào. Thì các bạn thấy rằng là gì, cái 25 này nè,
Ý một này là chính là cái đề thờ của mình, một cái bánh này, hai cái bánh này, ba cái bánh này, ăn bốn cái bánh này. Người ta đếm xem là có bao nhiêu người mà ăn một cái bánh được không? Các bạn thấy rằng là gì? Có bao nhiêu người các bạn này? Các bạn có thể điền vào cái bảng này là 25 được không? Có 15 người ăn hai cái bánh. Có 7 người ăn ba cái bánh. Ok, các bạn điền cái bảng. Có 3 người ăn bốn cái bánh. Thì cái frequency này nè các bạn, nó chính là gì các bạn nhỉ? Là chính là cái số lần của một cái xuất hiện, số lần xuất hiện của một cái đề thờ đó. Ví dụ cái thằng một quả bầm ăn một bánh thì xuất hiện 25 lần, cái đó gọi là cái frequency, gọi là tần số các bạn nhỉ, gọi là tần số, à tần số chứ, nó gọi là tần số hay là số lần xuất hiện, nó nôm na là số lần của những cái xuất hiện. Cái thứ hai, người ta sẽ quy về cái tỷ lệ, người ta quy về cái tỷ lệ. Bởi vì những con số này các bạn thấy tổng nó là bằng bao nhiêu các bạn? Tổng nó bằng bao nhiêu? 20 50 50 đúng không ta? 50. Trên 50 cái người hay là trên 5 tỷ. Đúng không ta? Thì cái trên 50 hay trên 5 tỷ á, thì cái con số bản thân cái con số này các bạn, nó không phát huy được cái ý nghĩa của nó. Được không? Người ta muốn là quy về cái trên cái tổng là bằng bao nhiêu thì nó có nghĩa hơn. Ví dụ 25 mà so với 50 thì nó là như các bạn ạ. 25 mà so với 50 thì nó là mấy? 50%. 50%, 0.5. Được chưa ta? Thì trên cái 5 tỷ này nè các bạn, cái nó phải là mấy? Nó phải là 500 triệu. Đúng không các bạn? Do đó cái tần số không á, thì nó chỉ phản ánh được một cái thông tin thôi. Cái tần số theo cái nghĩa gọi là tỷ lệ đó. Tỷ lệ các bạn thấy dễ hiểu ha. Người ta hay dùng cái thuật tử chuyên môn gọi là tần số. Không? Tần số, cái tỷ lệ xuất hiện. Dễ dàng các bạn tính được là gì? Thì cái này là mấy? 15 chia cho mấy? 0.3. Đúng rồi, các bạn phải tính toán luôn nha các bạn nha. Thì là 15 chia cho 50 đúng không? 0.3. Hỏi biết số 0 nha. Cái thằng này 7 chia cho 30, 50 là bằng 10, 7 chia 50. Ok, khó tính. 3 trên 50. Cái này nó là 0.14. Có Excel các bạn, có Excel là calculator các bạn tính. Cái này là 0.06. Được không? Vậy là 0.5 này nè, là cái tương đối, cái relative của cái app này. Đã viết tắt là RF. Ok. Đôi khi để quan sát ấy, thì người ta lại dùng cái số đo về, vậy là chúng ta có cái tần số đó nha, tỷ lệ là chúng ta có cái tần số. Ok, bây giờ cái gì, cái cumulative nè, ta gọi nó là gì ta, tích lũy đó nha. Có khi người ta muốn biết là gì, bên dưới một cái giá trị này thì cái số lượng là bao nhiêu, cái tần số là bao nhiêu, bên trên cái này thì tần số là bao nhiêu. Ta quan tâm tới cái tích lũy các bạn. Tích lũy nghĩa là sao? Bên dưới 0.5 mà các bạn thấy nó là mấy? 0.5 đúng không? Ok, nó gọi là cái cumulative. Bây giờ bên dưới cái giá trị 2 này nè, thì các bạn cái số đo của chúng ta kết quả nó phải là 0.5 cộng cho 0.3. Có nghĩa là cái số của chúng ta đây là 0.8. Có nghĩa rằng là gì các bạn? Bên dưới của 2 này nè, cái số người mà ăn dưới 2 đó hoặc là bằng 2 đó thì nó chiếm tới 0.8 thì không đạt. Cái đó gọi là cái tích lũy các bạn. Cái tích lũy. Được không? Cái relative tích lũy. Ủa, hình như mình nhầm. 94 đúng không? Đúng không? 1 đi. Thì
nó là 0,5. Bán bằng 2 đi thì nó là 0,8. Bán bằng 3 thì nó là 0,94. Thì cái chỗ này là bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? 1. Luôn luôn bằng 1 không? Luôn luôn bằng 1 các bạn nhỉ? Bởi vì chúng ta tổng mà, chúng ta tổng tới mà, luôn luôn nó bằng 1. Đúng. Quality à, không, cái này phải gọi là CRM mới đúng. CF là không đúng các bạn ha. CF tức là mình tích lũy cái frequency, còn cái CRS tức là mình tích lũy cái reality. Thì chỗ này mà các bạn tích lũy cái frequency thì nó bằng mấy? Và đây là máy ta, đây là máy các bạn. 25 đi. 25 đúng. Đây là máy. 40. Ok, là quan số tích lũy các bạn. Tần số tích lũy. Còn cái bên trái của cái thằng này là tần số tương đối tích lũy. Thì thực ra khi các bạn khi người ta cho mình frequency thì khi người ta cho mình frequency thì mình có thể suy ra được cái cumulative các bạn. Hoặc là chúng ta có thể suy ra những cái thông tin khác liên quan. Cho cái gì cũng được, chúng ta có thể suy ngược lại được. Ok. Trong thực tế đó thì để cho tiện người ta sẽ lập ra những cái bảng tần số và cái dạng tích lũy này, này nó cũng thường hay được sử dụng. Tuy nhiên là giữa nó có một cái tương ứng 1:1. Ok, vậy là các bạn sẽ có cái khái niệm gọi là tần số đó không nhỉ, là số lần xuất hiện trên cái tổng thể. Khi các bạn chia cho cái tổng thể đó thì nó là tần số. Thì cái RF này nó chính là bằng gì? F chia cho gì các bạn nè? Cho cái tổng, đúng không ta? Tổng của F. F thì mình gọi là một cái FI nào đó ha, chia cho tổng của F thì nó là tần số. Có đôi khi người ta sẽ quy về phần trăm chẳng hạn, gọn gọn nó lại. Bạn đã thử trả lời cho mình những cái câu hỏi nha. Có bao nhiêu phần trăm, có bao nhiêu phần trăm nghe, phần trăm của những cái customer đó, cái phần trăm này là của cái customer mình làm survey đó. Ăn từ 2 cho đến 3 các bạn nha. Tức là ăn 2 cái hoặc là 3 cái. Bao nhiêu? 4%. Là 0,3 phải không? Đúng không? 2 nè, là 0,3 đúng rồi. Ăn 3 là nhiều. 3 nè, 0.14 đúng rồi. Between các bạn nha, between giữa của nó. Giữa đó đây các bạn phải thực hiện phép cộng. Được không? Thì kết quả của chúng ta nó sẽ là 44 đúng không? 0.44 thì các bạn sẽ quy nó ra là 44. Rồi. 0.06. Phần trăm. 0.06 là tần suất đúng không? Dạ là 6%. Đúng rồi, 0.06 thì là 6%. Các bạn tra bảng này thôi, 3 này, các bạn tra vào đây này, 3 này. Bao nhiêu phần trăm ăn? Cùng lắm là 3 hả? Đây đúng không? S13 là em đúng rồi. Bán bằng 3 gì? Thì trong trường hợp này cái S13 này nó dùng cái cumulative thì nó tiện đúng không nhỉ? Nó có sẵn cái này rồi chúng ta. Đúng rồi, ok. Thì các bạn thấy là gì? Đó là lý do mà có lúc thì người ta dùng này, lúc người ta dùng cái kia không quá. Thì để trả lời nhiều cái câu hỏi khác nhau đó các bạn. Thì các bạn thấy rằng là gì? Những cái câu hỏi ABC này này các bạn. Cái kết quả mình với các bạn vừa làm được là 44% nè, 6% nè và 94%. Những cái thông tin này chúng ta gọi nó là gì? Statistic đúng rồi. Cho nên các bạn thấy cái tên môn học mình gọi là thống kê các bạn nha. Lấy cái chữ này làm cái tên môn học. Bây giờ để làm được cái thống kê đó thì chúng ta phải tiến hành lấy được cái dữ liệu. Dữ liệu ở đâu ra các bạn? Các bạn nghĩ thử có bao nhiêu cái cách collect. Thì đối với cái ví dụ hồi nãy đó các bạn, thì các bạn thấy là người ta dùng cách nào? Ví dụ này này, này. Để lấy ra được cái dữ liệu này này, để đưa ra được cái bảng này này, thì chúng ta dùng cái cách nào không? Tức là cái research factory này nó giống như cái gọi là cái
cái này giống như nó gọi là gì ta, nó gọi là cái dữ liệu quá khứ luôn nha, historical, lưu lại. Ví dụ mình bán ngày hôm qua mình lưu lại thì cái dữ liệu đó gọi là cái dữ liệu trước đây, mình lấy cái dữ liệu đó mình nghiên cứu. Ok, nhưng mà nếu mình mới vừa làm xong cái đó, mình mới vừa làm cái đặc tả, ví dụ hôm nay vào người ta ngồi người ta hỏi thì mình hỏi người ta mua cái gì, thì cái cô nhân viên mà mình phục vụ đó, cô có thể ngồi ghi cái thông tin đó lại và chúng ta sẽ có một cái survey, một cái điều tra các bạn, điều tra tại chỗ thôi, tại quán thôi. Ok, cái điều tra này có thể diễn ra, ví dụ các bạn có thể dùng Google Form, hay là các bạn có thể hỏi trực tiếp từng người, hay là các bạn đến từng nhà từng các bạn hỏi, đó gọi là cái điều tra các bạn ha. Cái điều tra này thì như mình làm hồi nãy, như cái ví dụ về hồi nãy thì mình làm cái điều tra trên cái mẫu thông, mình lấy một cái mẫu tổng thể. Khi cái điều tra nó làm trên tổng thể, làm trên population, ví dụ người ta làm thống kê toàn bộ dân số của Việt Nam mình chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái gọi là điều tra, gọi là census. Còn cái điều tra mà chúng ta vừa làm hồi nãy chúng ta làm trên bao nhiêu người, các bạn là 50 người thôi, đúng không? Mới gọi là điều tra về trên cái sample. Còn trên tổng thể, ví dụ như là điều tra dân số chẳng hạn, tổng điều tra dân số chẳng hạn, tức là các bạn sẽ có một cái census. Ok, đó là hai cách mà các bạn thấy rất là hay dùng. Cách thứ ba, observational, tức là chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta sẽ làm cái gì để đây là một cách để chúng ta lấy dữ liệu có thể quan sát và thử nghiệm, chúng ta nghiên cứu để chúng ta đưa ra cái dữ liệu chúng ta quan sát và chúng ta đo đạc, chúng ta làm thông qua những cái thiết bị gì đó thì chúng ta sẽ lấy được cái dữ liệu. Hai cái loại mà experiment và simulation. Simulation là gì các bạn? Mô phỏng tức là chúng ta sử dụng một số cái mô hình toán học, vật lý gì đó vân vân trong một cái lĩnh vực nào đó. Là ở đây các bạn sẽ mô hình, các bạn sử dụng những cái mô hình để các bạn suy ra cái data. Cái ta chúng ta mô phỏng, ví dụ như các bạn đi học lái xe chẳng hạn, các bạn đi học lái máy bay chẳng hạn, các bạn sẽ lập học ở trong một cái môi trường mô phỏng. Thì những cái tình huống mà nó xảy ra, những cái tình huống thì cái tình huống đó nó sẽ được generate ra thông qua những cái mô hình các bạn ạ. Thì cái đó nó cũng sinh ra cái dữ liệu cho chúng ta. Thì thường những cái này nó liên quan đến cái việc chúng ta sử dụng cái computer experiment, một cái cách khác để lấy dữ liệu, tức là chúng ta làm những cái thử nghiệm, chúng ta làm những cái đo đạc để chúng ta lấy dữ liệu. Ví dụ các bạn viết ra một cái thuật toán nào đó để học, thuật toán SOT nào đó chẳng hạn, các bạn sẽ tiến hành những cái thử nghiệm để các bạn xem thử là cái thời gian chạy nó là bao nhiêu, cái số lần của so sánh nó là bao nhiêu, đúng không? Các bạn lấy, các bạn làm như thế này, các bạn sẽ lập một cái bảng data set để nhá, thời gian là bao nhiêu, số lần là bao nhiêu, đúng không? Thì cái thử nghiệm này các bạn này, cái thực nghiệm này này, nó sẽ tạo ra cho chúng ta cái data. Vì các bạn biết như là vật lý là một cái ngành khoa học, vật lý này, rồi hóa học này, rồi sinh học, và để nghiên cứu những cái lĩnh vực kiểu như thế này, để rút rất ra những cái tri thức đó các bạn, thì người ta thường là người ta sẽ làm thực nghiệm rất là nhiều lắm, làm thực nghiệm và người ta quan sát trên những cái thực nghiệm đó thì người ta sẽ rút rất ra cái thông tin và cái tri thức từ cái dữ liệu thực nghiệm đó. Một trong những cách mà rút rất ra thông tin và tri thức đó là chúng ta dùng những phương pháp thống kê. Có thể là không nhất thiết các bạn phải làm một bước nào đó, có thể cái dữ liệu của chúng ta nó sẽ lấy từ nhiều nguồn khác nhau, chứ không nhất thiết là chúng ta phải lấy từ một cái nguồn nào đó. Cái mức độ để chúng ta đo dữ liệu như thế nào, lấy dữ liệu thứ hai, có những cái kiểu dữ liệu nào, và thứ ba, cái cách mà chúng ta lấy mẫu là như thế nào. Ok, nhưng mà trong thực tế thì nó không phải dữ liệu nó luôn luôn là số, mà dữ liệu nó có thể là một trong bốn cái loại sau đây. Các bạn lấy ví dụ mình lấy ví dụ như này, ví dụ như là color chẳng hạn, màu sắc, được không? Thì ví dụ các bạn có màu đỏ, các bạn có màu vàng, các bạn có màu xanh,
đó là cái dữ liệu theo cái kiểu gọi là cái chữ này chúng ta gọi là gì ta, category, gọi là phân mục, phân lớp, phân loại đó, gọi là dữ liệu phân loại, không phải là số các bạn, không phải là số. Ừ. Hoặc là không phải là màu sắc các bạn có, ví dụ như là có gender chẳng hạn, còn điều tra về giới tính chẳng hạn, các bạn có là male, female, đây là cái dữ liệu không số. Cái nominal đó mà có đôi khi cái nominal đó nó có cái thứ tự thì chúng ta gọi là ordinal. Ví dụ như là gì, chúng ta lấy trong một cuộc đua, trong một cuộc thi, chúng ta lấy cái người về nhất đúng không nhỉ, cái người về nhì, cái người về thứ ba chẳng hạn, thì nhất nhì ba này các bạn này, các bạn phân ra là nhất nhì ba này, này thì cái này cái thứ tự này, này chúng ta gọi là ordinal, các bạn có thể đặt trong một cái order. Đó cái loại dữ liệu thứ hai thì thường thì người ta sẽ không phân biệt hai cái loại này, khoảng người ta đo những cái khoảng mà xảy ra dữ liệu nó nằm trong cái khoảng, những cái khoảng space, cái khoảng giữa thì chỉ con số. Ở bên trong khoảng đó, nó có nghĩa các bạn nhỉ, còn có một cái lower, các bạn có đến một cái upper nào đó trong một cái khoảng nào đó, thì trong cái khoảng này các bạn, những cái con số ở bên giữa này, này nó vẫn có cái ý nghĩa của nó. Thì cái đó gọi là cái dữ liệu khoảng các bạn ha, dữ liệu khoảng. Ví dụ như là gì, các bạn có thể lấy ví dụ như là về ví dụ nhiệt độ chẳng hạn, các bạn lấy nhiệt độ chẳng hạn đúng không ta, ví dụ từ cái khoảng nhiệt độ là 15 độ C cho đến là 50 độ C chẳng hạn, thì trong cái khoảng dữ liệu này các bạn này, thì những cái thằng, bất cứ cái thằng nào ở giữa này các bạn này, nó cũng có cái ý nghĩa của nó các bạn này. Có thể hiểu cái khoảng này khoảng liên tục, gọi là liên tục. Ok. Nếu mà cái vùng, cái khoảng mà cái dữ liệu nó, cái phần ở giữa mà nó không có ý nghĩa thì nó có cái dữ liệu tức là cái space ở giữa nó không có nghĩa. Okay. Còn chúng ta chỉ quan tâm tới những cái điểm rời rạc thôi các bạn ha, thì cái phần ở giữa nó không có nghĩa. Ví dụ baker hồi nãy các bạn, cái ví dụ ăn bánh hồi nãy, người ta ăn một cái bánh, người ta ăn hai cái bánh, người ta ăn ba cái bánh, người ta ăn bốn cái bánh, hả? Thì cái ở giữa này có ý nghĩa không các bạn? Có nghĩa chứ phải không? Một hai ba bốn. Nhưng mà ví dụ cái mặt người ta không bán, người ta không bán. Nếu ví dụ khác, người ta quan tâm tới số, số đứa bé trong một gia đình, ví dụ là số cái children trong một gia đình chẳng hạn, thì đây là cái dữ liệu khoảng các bạn nhỉ. Nhưng mà cái ở giữa có nghĩa không? Như thế này nè, thì nó không có nghĩa. Ví dụ một cái bánh rưỡi, hai cái bánh rưỡi, nó không có nghĩa. Còn ví dụ nhiệt độ, ví dụ 15 độ C, 16 độ C, thì cái con số ở giữa là ví dụ 15, 16, thì nó có một cái space ở giữa cái 15 và 16. Cái space đó vẫn có nghĩa các bạn nhỉ. Ví dụ có thể là cái nhiệt kế mình đo, nó đo chưa mịn thôi, chúng ta đo chưa mịn thôi, nhưng mà cái ở giữa này này các bạn, nó vẫn có cái meaning của nó, đúng không? Đó là cái để các bạn phân biệt giữa cái interval và cái ratio. Okay. Vậy cuối cùng cái children, số children này nè, nhà này một đứa trẻ, nhà này hai đứa trẻ, nhà này ba đứa trẻ, nhà này bốn đứa trẻ, nhà này năm đứa trẻ. Vậy nếu mình chia ra như thế này thì lúc đó cái ở giữa này có bằng, nó không phải là interval nhé. Người ta chia làm hai cái loại dữ liệu, tiếng Việt chúng ta gọi là định lượng các bạn, định tính chứ, định tính. Cái dữ liệu này chúng ta gọi là dữ liệu định tính. Dữ liệu định tính đó thì nó liên quan tới những cái kiểu như là như bên kia nó là nominal, giống đực giống cái gì đó, ordinal. Cái quantitative này gọi là định lượng, lượng có nghĩa là chúng ta lượng hóa được, chúng ta biến nó thành những cái con số, nó là những cái con số, cái nó gọi là định lượng.
chúng ta có thể đếm được được không? Chúng ta có thể đếm được, chúng ta có thể đo được. Và rút cuộc lại, cuối cùng nó cho ra những cái con số, cái đó gọi là định lượng. Cái dữ liệu của nominal không phải là con số các bạn, nó là những cái label, nó là những cái category, nó là ví dụ như là gì, bạn có những cái loại xe hơi khác nhau chẳng hạn, nó là phân loại, nó mang cái gì phân loại. Số đôi giày chẳng hạn, nếu các bạn gọi điện lấy cái độ dài cuộc gọi đó, các bạn đo được là bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, rõ ràng các bạn nhỉ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, rõ ràng. Chiều cao các bạn nhỉ, ví dụ các bạn cao bao nhiêu, chiều cao chẳng hạn. Tuổi tác, các bạn đo được hết những cái mà các bạn đo, các bạn nông đếm được. Định lượng các bạn hãy định lượng. Describe thì có nghĩa là rời rạc, describe là rời rạc, các bạn học toán rời rạc, rời rạc. Còn continuous là liên tục. Bạn xem thử là trong những cái thằng nào rời rạc, thằng nào liên tục. Số dày là liên tục, rời rạc có nghĩa là các bạn có thể đếm được đó nghe. Các bạn có thể đếm được 1, 2, 3, 4. Các bạn còn nhớ cái tập số nguyên của mình không? Cái tập số nguyên hồi trước học counting là đếm được 1, 2, 3, 4. Như vậy, mặc dù mình đếm hoài không hết nhưng mà vẫn đếm được. Người ta, đối sinh viên rồi nè. Ok. Chỉ cao liên tục, đúng rồi, chỉ cao là liên tục. Các bạn cứ nghĩ như là cái tập số thật á, cái đoạn, cái khoảng của chúng ta là số thật á, thì nó là liên tục. Còn ví dụ nó những cái số nguyên chẳng hạn thì nó là rời rạc. Có một cách phân loại khác về cái dữ liệu là trong năm 2002 các bạn nhỉ, thì tài sản của những cái người này là những cái giá trị khác nhau. Ok, bây giờ các bạn xem cái dữ liệu ở bên dưới thì, trong một cái chương trình quảng cáo trong từ năm 1993 đến năm 2003, thì trong cái chương trình này thì người ta thỉnh thoảng người ta chèn vào đó các cái quảng cáo. Những cái quảng cáo này nó diễn ra trong vòng 30 giây. Trong năm 93 mà các bạn quảng cáo 30 giây đó, các bạn tốn chẳng hạn thì cũng 30 giây đó, nhưng mà các bạn quảng cáo vào năm 94 thì các bạn tốn chẳng hạn. Thì hai cái loại dữ liệu này nó khác nhau là trong một cùng khác nhau. Ở cùng một thời điểm, chúng ta quan tâm tới những cái đối tượng khác nhau. Thì cái dữ liệu như thế chúng ta gọi là cái dữ liệu là cross-section. Còn một cái đối tượng các bạn nhỉ, cái đối tượng của chúng ta là gì? Là 30 giây quảng cáo trong cái chương trình gọi là Silver Bowl Telecast. Đây là một cái đối tượng của chúng ta thôi nghe. Chúng ta có một đối tượng duy nhất thôi. Và chúng ta quan tâm cái đối tượng này nè, ở những cái thời điểm khác nhau. Thì cái dữ liệu này chúng ta gọi nó là dữ liệu time series, dữ liệu chuỗi thời gian. Nghiên cứu về những cái dữ liệu chuỗi thời gian này nè, nó giúp cho mình đưa ra những cái dự báo. Ví dụ bạn nào mà chơi thị trường chứng khoán, bạn nào dự đoán giá vàng được vân vân, các bạn thấy là cái dữ liệu time series này nó rất là ý nghĩa. Và là mình phân loại dữ liệu nhưng mà theo những cái góc nhìn khác nhau bạn nhỉ. Sampling có nghĩa là lấy mẫu. Mục tiêu cuối cùng là chúng ta ra quyết định trên cái quần thể đoạn nào đó. Tuy nhiên không đủ thời gian và tính toán để người ta nghiên cứu trên cái quần thể. Người ta sẽ nghiên cứu trên cái sample. Thì vấn đề đặt ra là cái sample này nó được xác định như thế nào, lấy mẫu như thế nào. Thì cái việc mà chúng ta lấy mẫu này nè, chúng ta cần phải thỏa một cái rất là quan trọng. Cái này nó gọi là cái tính đại diện. Thì cái lấy mẫu của chúng ta nó phải làm sao đó mà phải đại diện được cho cái quần thể. Đó là cái câu hỏi quan trọng đặt ra các bạn. Không phải lúc nào cũng dễ trả lời được cái câu hỏi này. Mục tiêu của chúng ta là chúng ta phải lấy những cái mẫu mà nó đại diện được cho cái tính chất của cái quần thể. Thì nếu đại diện được cho cái quần thể thì sau này các bạn làm những cái thống kê ở trên cái sample đó. Thì những cái thống kê ở trên cái sample đó thì nó mới đại diện cho được cái thông tin của quần thể.
Nói cách khác là gì? Thống kê là cái ngành chúng ta lấy cái sample như thế nào và chúng ta sẽ suy ra cái tính chất ở trên cái vụ thể như thế nào. Thì nó có nhiều cái kiểu cách khác nhau để lấy mẫu. Ở đây mình cũng thử phân loại theo kiểu là hoàn lại và không hoàn lại, là dữ liệu của chúng ta, cái mẫu lấy được là ngẫu nhiên hay là không ngẫu nhiên. Các bạn có 52 lá bài, thì các bạn lấy ra một cái lá bài đó nha, nhỉ? Tức là lấy một cái lá bài, tức là lấy xong và chúng ta bỏ ra cái lá bài ra ngoài. Bây giờ các bạn lại rút một cái lá bài khác ra, thì cái lá bài khác mà các bạn rút ra đó là nó không tính cái lá bài hồi nãy các bạn vừa lấy ra, đúng mẫu không nhỉ? Các bạn muốn lấy đủ cái sample thì các bạn phải lấy cái thứ nhất, các bạn phải lấy cái thứ hai, các bạn phải lấy từ đâu? Lấy từ cái population nào đó. Nhiều khi mình vẽ như vậy thôi chứ mình không có lấy hết được. Như các bạn lấy thằng này thì các bạn không có trả lại nha, các bạn lấy xong các bạn ghi vô đây, các bạn không có trả lại nha. Sau đó các bạn lấy cái thằng khác các bạn bỏ vào đây. Cái lấy mẫu như thế gọi là lấy mẫu không hoàn lại. Lấy xong, ví dụ các bạn lấy cái lá bài ra, sau đó các bạn lại bỏ cái lá bài đó vào lại ở bên trong cái bộ bài đó. Lần sau các bạn lại sóc lên và các bạn lại lấy ra một cái lá bài, thì cái lấy mẫu như thế gọi là lấy mẫu có hoàn lại. Trong thống kê thì thường người ta sẽ tập trung vào, người ta tập trung vào nghiên cứu cái việc lấy mẫu mà không hoàn lại, hoàn lại là không hoàn lại. Chúng ta đều phải hướng tới một cái mục tiêu cuối cùng là cái tập mẫu mà chúng ta lấy ra nó phải cố gắng đại diện cho cái quần thể của chúng ta, cái nền kinh tế của một cái. Thì các bạn phải đến cái thành phố lớn, các bạn phải đến cái vùng ven, các bạn phải đến cái vùng biên giới, các bạn phải đến cái vùng cao, các bạn phải đến cái vùng biển chẳng hạn. Các bạn lấy những cái chỗ nơi khác nhau, mỗi nơi mỗi ít, thì cái tập mẫu mà các bạn thu thập được đó, thì nó mới mang cái tính đại diện cho cái quần thể. Ví dụ như là chúng ta qua Bắc Kinh, chúng ta chỉ nghiên cứu Bắc Kinh không chẳng hạn, thì Bắc Kinh nó không thể đại diện cho cái nền kinh tế của Trung Quốc chẳng hạn. Cái lấy mẫu này nó quan trọng, bởi vì nếu mà các bạn lấy mẫu mà nó không có cái tính đại diện thì lúc đó những cái kết quả của chúng ta, các bạn, những cái kết quả mà chúng ta học được từ cái tập mẫu mà nó không mang cái tính đại diện thì cái rất là đáng nghi ngờ những cái kết luận của chúng ta. Hay nói cách khác là gì, chúng ta chỉ nhìn vào một cái góc cạnh phiến diện của vấn đề. Các bạn nhớ cái chuyện thầy bói xem voi không? Nếu mà mình phân hoạch cái con voi nó ra thành là năm cái phần rợn nhau, thì nếu mà các bạn chỉ lấy ở một cái phần 1, 2, 3, 4, 5 này thôi chứ, thì lúc đó kết luận của chúng ta nó có thể là rất là nguy hiểm các bạn nhé. Sau này các bạn làm một cái ứng dụng thống kê nào đó thì đây là cái bước mà gần như là, mặc dù cái phương pháp của chúng ta làm là tốt, cái thuật toán các bạn có thể viết ra rất là tốt, các bạn có thể dùng cái này cái kia vân vân rất là hay, tuy nhiên nếu mà cái lấy mẫu mà không thành công thì cái ứng dụng của chúng ta nó cũng chả ra gì. Người ta ngồi nghiên cứu về cái việc lấy mẫu đó nó sẽ diễn ra như thế nào thì nó phù hợp. Bây giờ chúng ta xét thử là cái kiểu lấy mẫu ngẫu nhiên mà không ngẫu nhiên. Lấy mẫu không ngẫu nhiên nghĩa là chúng ta tiện chỗ nào thì chúng ta lấy chỗ đó. Ví dụ trong cái quần thể đây, các bạn đang đứng ở đây thì các bạn tiện ở cái chỗ nào gần các bạn thì các bạn lấy. Thì lấy mẫu kiểu như thế này thì nó có vẻ là hơi thiên về cái chỗ này mà đang bị nhiễm COVID chẳng hạn, thì người ta sẽ phong tỏa cái khu xung quanh này chẳng hạn, thì người ta sẽ lấy mẫu và người ta xét nghiệm những cái vùng xung quanh này. Giống như ông thầy bói, cái tay ông sờ trúng chỗ nào thì nó gần cái tay ông thì ông lấy, có thể lấy mẫu. Và nó thiên vị, nó không phải là cái đại diện tốt cho cái quần thể. Khi lấy mẫu, đặc biệt đối với những cái quần thể mà nó lớn thì người ta cố gắng là muốn tạo cái cơ hội như nhau, tức là chúng ta sẽ không thiên vị ai hết, nó tốt hơn cơ đều cho mọi cái element trong cái quần thể của chúng ta. Có người ta phân ra làm nhiều loại. Thứ nhất là cái lấy mẫu ngẫu nhiên, thì cái này ngẫu nhiên một cách đơn giản các bạn nhé, simple. Thì lâu nay chúng ta lấy cái này rất là nhiều lắm. Khi các bạn lập trình, các bạn muốn random một cái số ngẫu nhiên nào đó chẳng hạn, thì các bạn sẽ dùng cái phương pháp sinh ngẫu nhiên nào đó chẳng hạn. Thì các bạn học thanh toán rồi là chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta sinh ra các cái con số ngẫu nhiên.
nó sẽ random. Ví dụ lớp chúng mình là có ví dụ 23 bạn chẳng hạn, thì mình sẽ gắn cái những cái con số từ 1 cho tới 23 hay 4 chẳng hạn, được không? Và bây giờ mình sẽ ví dụ là cái bánh xe, các bạn hay chơi mấy cái trò chơi kiểu như vậy, cái roulette nha, mình có một cái roulette chẳng hạn, thì bây giờ mình sẽ làm cái gì các bạn nhỉ? Mình xoay cái bánh xe, mình có một cái nốt này là được chưa? Ok, mình xoay cái bánh xe một cái lực bao nhiêu đấy, thì cái lực mình có thể xoay nó nhiều vòng hay là nó ít vòng, thì khi cái bánh xe nó dừng lại ở cái chỗ nào đó thì mình sẽ lấy cái thằng đó. Ví dụ lúc đó mình sẽ chia ra mình sẽ chia ra, ví dụ như đây các bạn nhé, cái thằng số 1 thì mình chia đều ra, thằng số 2 mình chia đều ra, cái bạn thứ 3 mình chia đều ra, thì đến cái bạn cuối cùng là cái bạn thứ 24, cái bạn thứ 23 mình chia đều các cái này. Thì khi mình xoay những con số như thế thì mình sẽ rơi vào cái chỗ nào đó thì mình lấy cái thằng đó. Cái ngẫu nhiên này chúng ta gọi là ngẫu nhiên đơn giản. Ví dụ những cái vùng khác nhau, các bạn có thể cho cái trọng số khác nhau. Đây, ví dụ chúng ta có ba cái đối tượng đây nha, chúng ta có phần. Thì các bạn thấy rằng là gì, ba cái phần này nó tương đối bằng nhau. Thì đó, khi mà các bạn quay cái bánh xe đó thì cái khả năng nó đều như nhau. Trong trường hợp mà cái phần này nó có tí xíu như vậy thôi, còn cái phần này nó cực bận không ta, thì cái khả năng vô đây nó sẽ lớn hơn các bạn. Tổng số ở đây nó sẽ lớn. Đều cũng được, thích thì đều, thích thì theo cái tổng số của bạn à, cái tổng số. Cái anh nào ưu tiên cao thì lấy cao, anh nào ưu tiên thấp thì lấy thấp. Cái hiệu nó là SRS, đó là cái phương pháp cơ bản để làm những cái phương pháp khác. Đúng cái population của chúng ta đó, là cái bận đó, chúng ta sẽ phân thành những cái group A, nhóm B, nhóm C, nhóm D. Tức là cái population này nè, cái số lượng của mình là 100 thằng chẳng hạn. Thì cái nhóm này mình giả sử là cái nhóm này của mình là nó có 20 thằng, cái nhóm này nó có 30 thằng. Các bạn muốn tạo ra cái tập mẫu mà cái số lượng của chúng ta là ví dụ như là 20 chẳng hạn, được không? 20 chẳng hạn. 20 thì các bạn thấy là gì? Chúng ta có 4 nhóm, vậy là mỗi cái nhóm chúng ta sẽ lấy ra 4 các bạn. Mỗi nhóm thì là nhóm A chúng ta lấy ra 4, nhóm B chúng ta lấy ra 4, nhóm C chúng ta lấy ra 4, nhóm D. Mỗi nhóm này chúng ta chọn 4 phần tử. Vậy là gì? Cái bài toán của chúng ta đối với nhóm A chẳng hạn cũng lấy ra 4 phần tử. Thì các bạn dùng cái phương pháp SRS này, chọn ngẫu nhiên. Chúng ta đánh số từ 1 cho tới 20 thôi. Và chỗ này các bạn rút ra mấy. Chúng ta xoay cái bánh xe 4 lần để không ta. Chúng ta xoay cái bánh xe 4 lần. Chúng ta sẽ lấy ra được 4 thằng. Ok. Tức là cái nhóm này các bạn cũng rút ra 4 thằng. Cái lớp mình 23 người, mình chia ra thành 4 nhóm. Mỗi nhóm mình chọn 1 thôi chẳng hạn. Cái người đó sẽ làm tổ trưởng chẳng hạn. Thì cái chọn như thế gọi là chọn phần tầm hay phần tổ. Cái kiểu thứ hai, khi các bạn đi xem bóng đá chẳng hạn, đến cái gì đó các bạn thấy cái sân vận động chúng ta nó chia thành nhiều cái khán đài. Vậy là A, B, C, D, E, các bạn chọn 3 cái nhóm. Cái nhóm đó, các bạn chọn tất cả ở trong cái nhóm. Ví dụ ở đây, ví dụ mình chọn B nhé, thì mình chọn B, thì mình lấy hết của B, toàn bộ của B. Mình chọn D, mình lấy toàn bộ của D. Thì là có những cái phần tử của cái nhóm A, có những cái phần tử của nhóm C, có những phần tử của nhóm A, mình không chọn cái gì hết. Cái kiểu chọn cuối cùng là chúng ta chọn theo kiểu một cách có hệ thống. Nói nôm na đây là chúng ta sẽ chọn theo cái step cho trước đây. Là cái quần thể của chúng ta đánh số đây, từ 1 cho tới N. Thì học thì là những cái phần tử của bản thân này là tất cả các cái phần tử của chúng ta. Bây giờ các bạn sẽ quy định một cái số bao nhiêu lần. Thành như lúc mà xét nghiệm mà COVID gì đó người ta cũng chơi kiểu này. Ví dụ đây là cái hộ dân này, người ta cứ cách ca bằng 3 chẳng hạn. Cái này 1, 2, 3. Thì cái này lấy ra các bạn nhé. Chưa ạ? 1, 2, 3, cái này các bạn lấy ra. Mà làm xét nghiệm kiểu toàn dân thì người ta lấy cái kiểu này. Cứ cách 3 hộ dân thì người ta chọn 1 hộ. Cái kiểu chọn này thường cũng hay xảy ra trong thực tế. Ok các bạn nhá, cái kiểu chọn mới gọi là cái kiểu chọn một cách có hệ thống. Hoặc là trong cái cúng danh bà điện thoại chẳng hạn, các bạn cứ
50 người các bạn lật qua 50 trang, các bạn lấy các bạn đọc cái trang đó, các bạn lật 50 trang tiếp theo, các bạn đọc cái trang đó, các bạn lật ra các bạn đọc. Thì cái kiểu chọn mẫu như thế gọi là kiểu chọn mẫu một cách hệ thống. Thì mỗi cái phương pháp chọn nó đều có cái hay riêng của nó các bạn. Và các bạn thấy là cái tính mà cái cơ hội nó giống nhau cho nhiều cái phần tử giống nhau. Chỉ có cái chọn cái cluster, phương pháp chọn cluster thì cái cơ hội có thể cái thằng nó không được chọn cái nào các bạn. Cái số ca này ở đâu ra thì nó cũng tùy thuộc vào cái ứng dụng và cũng có nhiều cái nghiên cứu về cái chọn cái kia. Chúng ta sẽ thu thập dữ liệu về, chúng ta tổ chức dữ liệu lại. Còn hai câu hỏi nữa đặt ra, câu hỏi thứ nhất, chúng ta có một cái tập dữ liệu nó toàn là cái con số muốn display nó lên thành một cái kiểu như thế nào đó. Nó ngắn gọn là gì? Chúng ta muốn tạo ra các cái hình vẽ, chúng ta sử dụng các cái hình vẽ hoặc là các cái diagram, các cái biểu đồ. Thì khi mà nhìn vào các cái diagram hoặc các cái hình vẽ thì chúng ta có thể thấy được cái, thấy và hiểu được cái dữ liệu của chúng ta nó như thế nào. Chúng ta sẽ biểu diễn cái thông tin về tần suất nó thành một cái histogram, những cái giá trị cụ thể của các cái value đó, ở cái dạng này biểu đồ hộp và rong, một cái loại biểu đồ chúng ta gọi là biểu đồ thăng và lạc, thì là thông qua cái hình thức hoặc là một hoặc là hai hoặc là ba. Thì mục tiêu cuối cùng là gì? Cái data set của chúng ta nó là cái con số. Nhìn vô con số rất là khó chịu các bạn, nhìn con số nhìn ký hiệu rất là khó chịu. Thì chúng ta vẽ nó thành những cái diagram, những cái sơ đồ, những cái hình vẽ, những cái biểu đồ, cái loại khác nhau. Các bạn hồi xưa các bạn học địa lý lớp 10, lớp 11, lớp 12, các bạn biết lỗi gì? Chúng ta sẽ hiển thị những cái, ví dụ tăng trưởng kinh tế rồi công nghiệp, nông nghiệp, vân vân. Các bạn phải hiển thị thành những cái biểu đồ, thành những cái hình vẽ. Và trên những cái biểu đồ, những cái hình vẽ đó thì các bạn có thể rút ra những kết luận gì đó từ trên cái đó. Thì là cái cảm giác là gì? Chúng ta sẽ quyết định bằng mắt các bạn nha. Coi gần như là chúng ta quyết định bằng mắt. Thì để mà chúng ta đưa ra những quyết định là dựa trên cái dữ liệu đó thì chúng ta phải nhìn những cái hình vẽ. Mình còn một cái câu hỏi thứ tư nữa. Hai cái câu hỏi này chúng ta có thể xem một cái cách tương đối, chúng ta gọi nó là cái thống kê mô tả. Tức là chúng ta tìm cái cách để hiển thị cái tập dữ liệu như thế nào đó và chúng ta summarize nó như thế nào đó. Đơn giản thôi các bạn, không có gì phức tạp. Chúng ta tập cái cách vẽ một số cái biểu đồ và tính toán một số cái thông tin liên quan đến những cái số liệu đó. Ok, thứ nhất là chúng ta dùng histogram nha. Khi các bạn làm bằng histogram á, thì nhắc lại là cái quan trọng của chúng ta là chúng ta cần phải biết được cái tần số. Tần số là đủ rồi, chúng ta cần phải biết được cái tần số. Ok, tần số, ví dụ ở đây quay trở lại cái hồi nãy, các bạn thấy là 25 người là ăn một cái đúng không nhỉ? 15 người ăn hai cái, 7 người ăn ba cái và 3 người ăn 4 cái. Các bạn vẽ cái biểu đồ thôi chứ có cái gì đâu. Các bạn vẽ này. Bây giờ 1, các bạn chia đều là 1. Các bạn thấy số 1 nó là bao nhiêu? Cái trục dọc này nè, cái trục dọc này là cái trục tần suất của chúng ta. Còn cái trục này nó giống như là cái số lượng bằng. Chúng ta thử cái min này, cái min là bằng 3 phải không? Các bạn chia này khoảng 5 ngoài nhà 25. 25 là maxim đấy. Cái người đầu tiên là ăn 25. Các bạn sẽ vẽ cái biểu chưa? Cái số 1 này các bạn giống cho tới 25. 2 là mấy? 15. 15 là đâu các bạn? Đây đúng không? Mấy? 3 là mấy? 7 hả? 7 thì ở đây phải không? Chưa. Và cái thằng cuối cùng là thằng thứ tư, đó là 3. Cái này nó gọi là cái histogram, nhưng mà ở cái dạng gọi là dạng thăm trên cái đường thẳng. Vậy đây chúng ta sẽ lấy một cái midpoint này, này thì lúc đó các bạn sẽ có được, các bạn sẽ kể cái đường thẳng cái gì, có cái kết luận gì về cái này. Nhìn cái này không á, không thấy được, nhưng mà nhìn cái dạng cái polygon là cảm giác, tức là gì, nói nôm na đi, nhiều người ăn ít, ăn mà càng nhiều lên đó, cái số lượng mà càng nhiều lên đó, thì cái số người nó giảm xuống đó. Cái đó là cái thống kê mà mình rút ra được đó các bạn. Cái số lượng nhiều thì càng rất là ít người ăn,
ví dụ 1-2-3 cái thì người ta ăn rất nhiều, nhưng mà cái số lượng mà càng lớn lên thì người ta càng ít lại. Cái bạn làm khoa học dữ liệu vân vân á, các bạn sẽ đối diện với những cái tập dữ liệu nó tới hàng terabyte, hàng triệu, hàng tỷ cái record như vậy, thì những con số này chả có nghĩa gì với chúng ta hết. Nhưng mà chúng ta vẽ lên máy tính, chúng ta hiển thị ở dạng biểu đồ như thế nào đó, kiểu ba hay là kiểu polygon như thế này, thì các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong cái việc rút ra những cái đặc trưng về thống kê. Thì không ta, những cái này nó sẽ giúp chúng ta trong cái việc ra quyết định, nó hợp lý. Nhưng mà nếu mình bán cái tiệm này chẳng hạn thì mình nên làm cái gì? Theo combo ấy. Ok, đúng rồi, ý tưởng về combo. Anh ăn ví dụ cái combo, cái số lượng nó là 3 hay số lượng nó là bằng 5 chẳng hạn, nhưng nên discount cho họ. Bởi vì thường người ta sẽ không ăn nhiều các bạn nhỉ. Nhìn cái biểu đồ này chúng ta thấy là gì? Thường người ta sẽ không ăn nhiều. Bây giờ muốn người ta ăn nhiều thì phải tạo ra những cái combo và discount cho họ. Được chưa? Đó là cái decision mà mình cảm giác là mình rút ra được từ cái biểu đồ này. Được không các bạn? Đó là cái kỹ làm việc của thống kê mô tả đó các bạn. Chúng ta display nó lên, chúng ta làm mô văn lên, chúng ta nhìn vào, chúng ta rút ra những cái đặc trưng. Khi người ta khảo sát các cái công nhân làm việc trong các cái khu công nghiệp, 10 người thì căng thẳng, còn 14 người là rất căng thẳng, còn chỉ có 6 người là bình thường thôi. Tổng là mấy? 30 à? 10 trên 30 thì là 0,3 trên 30, 1 phần 5 hả? À, 0,2 chứ hả? 6 trên 30 là 1 phần 5 là 0,2, mình lộn rồi. Cái kia là 47 là đúng đó. Thì cái này là 1 đó nha, 1.0. Cái này thì chúng ta là 0.5. Vậy là chỗ này là căng thẳng, chỗ này là rất căng, chỗ này là bình thường. Căng thẳng là 0,3 đó chúng ta. Vậy là chỗ này các bạn vẽ lên đây đúng không? Ok. Rất căng là mấy? 0,5. Bình thường là mấy? 0,2. Đôi khi với cái kiểu như thế này thì người ta dùng cái biểu đồ mảnh, thì cái mảnh đầu tiên là vậy là cái phần sau là 0,5 là rất căng, và đây chỉ là 0,3 đây tức là căng thẳng, còn cái phần còn lại là 0,2 thì thường. Mình xem được cách người ta vẽ biểu đồ trên cái dữ liệu khoảng nó sẽ như thế nào. Là người ta cho trước những cái khoảng và mình cho trước cái tần suất của khoảng, thì người ta muốn quan sát cái thu nhập của công nhân. 65 người trong cái khoảng từ 401 cho đến 600 có 9 người, được không? Trong cái khoảng này thì có 22 người. Cái từ 1001 cho đến 1200 này nè, cái anh này là 1001 đồng, cái anh kia là 1002 đồng, cái anh kia là 1500 đồng, cái anh này là 1006, cái anh này là 1007, rất là nhiều cái giá trị ở trong cái này. Nếu chúng ta không thể làm được kiểu kia được, mà chúng ta buộc phải chia khoảng. Bởi vì cái vùng này nó kiểu như là continuous, để mà chúng ta có thể thao tác và tính toán được. Chứ nếu các bạn quan tâm tới mỗi cái đơn lẻ trong cái này thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Được không? Trong một cái khoảng như vậy, limit là cái giới hạn. Chúng ta các bạn có giới hạn dưới và giới hạn trên. Giới hạn trên của chúng ta là nhiều 600. Tầm là cái upper limit. Cho cái giới hạn này nó giảm lên một tí. Ví dụ cái này 401 thì chúng ta sẽ có cái bên dưới của chúng ta nó sẽ là 405 nhé. Ok, khoảng mà cái 600 này nè, chúng ta sẽ chuyển nó thành là 675. Thì là cái bên dưới của chúng ta trong trường hợp này nó sẽ trở thành cái này. Và cái bên trên của mình đó, là đó là cái 600. Từ cái khoảng đó, từ cái limit đó, các bạn sẽ xác định được cái boundary. Từ cái biên này các bạn sẽ vẽ ra cái biểu đồ này, các bạn gọi nó là 405. Được chưa? Những cái móc á, những cái móc nó không phải nằm trong nghe. Cái này là 600.5, cái này là 952 15 19. Vậy là cái chỗ này nên là 52 đó, 2 cho 25 đi. 25 thì đây là không lại thôi hết. Đây là chính. Okay.
Thì cái chỗ này là 600 và nữa này, cái này là 800 và nữa này. Thì cái thông tin về tần số của chúng ta nó có thể xem như là cái vùng nó nằm ở trong cái thành mà thấy cái thông tin về cái tần số nằm ở trong cái thu nhập trong cái khoảng từ 600 cho đến 800. Thì cái số lượng người nó là 22 người. Được rồi. Hoàn toàn tương tự chúng ta có được 15. 15 là của cái thằng thứ ba đúng không? Được chưa? Cái thằng còn lại là 19. Ừ, vậy thì chỗ này chúng ta thiếu 1.200 phải không? Nếu các bạn chấm cái trung điểm, các bạn vẽ cái đầy giác độ. Cái polygon. Các bạn cái thì các bạn phải phải đưa lại cái gì? Cái relative phải không? Cái của cần xây các bạn chuyển nó thành để các bạn quy về không? Các bạn vẽ nó dễ hơn. Chúng ta lấy cái lower, chúng ta trừ đi 0.5 thì nó ra cái biên dưới. Chúng ta lấy cái upper, chúng ta cộng 0.5 thì nó ra cái biên trên. Cái biên trên thường các bạn lấy cái trên của cái lớp cái khoảng này, các bạn có thể làm cho cái dưới của cái khoảng kế với nó. Độ rộng của lớp phải lấy giới hạn cũng được, các bạn có không các bạn lấy biên cũng được. Các bạn có thể lấy cái biên trên. Các bạn trừ cho cái biên dưới. Cái âm này. Các bạn có thể lấy giới hạn cũng được. Cái thằng ở giữa đây nó chính là cái trung điểm. Với cái bộ dữ liệu kiểu như thế này thì nó đơn giản, bởi vì cái biên nó có sẵn rồi, cái khoảng nó có sẵn rồi và cái tần số nó có sẵn rồi. À, khi nó thiếu, khi nó bị khuyết thì các bạn sẽ tính toán để các bạn tạo ra nó. 10 cái sinh viên á, làm việc. Đây là cái này là cái số dặm. Anh thứ nhất anh đi 4 dặm, anh thứ hai anh đi 6 dặm, anh này anh đi 49 dặm. Anh hãy tạo cho tôi một cái diagram với 5 cái thanh, 5 cái khoảng để biểu diễn cái dữ liệu này. Nhìn vào đây không thấy cái gì. Ok, chúng ta muốn hiển thị ra cái histogram của nó. Chúng ta chia đều 5 hay sao? Giờ mình lấy đại nghe. 13 đi. Vậy là các bạn sẽ vẽ ra là 4 này. Đến 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Này là 24 cho đến 5. 27 chẳng hạn. Cho đại. Cái độ rộng của các cái lớp có thể không bằng nhau. Và 5 đến 43. Đó là những cái lớp của chúng ta. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là tính cái tần suất khoảng. Số lượng các cái giá trị mà nó rơi vào cái khoảng nào các bạn đếm đi. Máy 1 2 3 6 đó các bạn. Ok, này là mấy các bạn hàng 1 2 4 phải sau đó các bạn nào mà xem một cái lớp như thế thì các bạn đếm thử cái số lượng nó là nhiều và các bạn xây dựng ra cái biểu đồ tần suất cả. Tức là cái độ rộng của cái lớp đó, thì các bạn có thể cho ví dụ như cách nhau 10 là 49 là cái maximum đó, các bạn lấy 49 mà các bạn trừ minimum là mấy 4 đó, các bạn chia cho ví dụ đây là 5 lớp đó 9 9 này các bạn có thể làm tròn lên cho nó là 10, như vậy thì cái chỗ này các bạn có thể chuyển lại thành 3.5, đây là 3.5 3.5 mà với cái độ rộng 10 á thì chỗ này nó sẽ là 13.5 được không? 13.5 đối với độ rộng 10 chúng ta có 23.5 13.5 ok. Tần số lớn nhất là mấy các bạn? 6 thôi hả? Là đây đúng không? 13.5 đến 23.5 4 ok 3 2. Các bạn lấy cái max trừ cái min và các bạn chia cho cái số lớn và chúng ta làm tròn thêm một cái nghĩa nào đó hoặc là chúng ta chọn một cái số nào đó đẹp đẹp dần dần. Đối với cái ví dụ hồi nãy á, thì những cái khoảng của mình là nó nối tiếp nhau lắm nhỉ. Đây trên 600 cái nó gối đầu vô 601, cái 800 nó gối đầu vô 801 ngàn cái vùng này tự nhiên nó mất 14, 15, 16 nó không còn nó thiếu.
Ví dụ 14, 15, 16, 17 nó không có cái vùng này. Cái 18 nó bắt đầu ngay từ này. Nghĩa là nếu mà vẽ mà cho đàng hoàng á thì cái chỗ này bỏ đi đúng không nhỉ? Chúng ta chỉ tô cái vùng này. À, đúng rồi. Đúng không? Kiểu như vậy đó. Từ 4 đến 13 là cái chỗ này tương đối kín nè. Chỗ này tương đối kín nè. Cái này 27 thì nó cũng thiếu mất khoảng này các bạn. À, các bạn thấy là tương đối thôi các bạn. Khi nó display lên như thế đó thì chúng ta cũng sắp xỉ nó, tức là có những cái vùng mà nó empty như thế này, cái vùng mà nó bị khuyết như thế này, nó rõ như ở đâu đó nha các bạn. Các bạn general nó lên mang cái nghĩa phục quán một tí, tức là có một cái tập dữ liệu chúng ta thu thập được. Trước hết các bạn phải sắp xếp nó tăng nhanh, cái dữ liệu nó được sắp cho các bạn, đây cái dữ liệu này nó được sắp rồi. Sau đó các bạn xác định cái số lớp nó bằng bao nhiêu, cái này các bạn có thể là cảm tính. Ví dụ cái bài hồi nãy người ta nói là 5, phải không? Cho trước. Còn nếu mà các bạn gặp một cái tập dữ liệu rất là lớn, các bạn băn khoăn là không biết nên phân nó ra làm bao nhiêu lớp. Cái công thức này cho phép chúng ta xác định là gì? Cái số lớp của chúng ta cộng cho 3,33 cho vô tới cơ số 10 của cái này là cái lực lượng nó là bằng k chẳng hạn đúng không? Đây là logarit k. Ok. Ví dụ sẽ xác định cái số lớp theo cái tính thực nghiệm như vậy, theo cái công thức Stern này. Sau khi có cái số lớp rồi thì các bạn xác định cho mình cái min là bằng bao nhiêu, cái max là bằng bao nhiêu. Cái này còn gọi là cái kích cỡ này còn gọi là cái rack, cái khoảng là bằng bao nhiêu. Sau đó các bạn tính độ rộng lớp, các bạn lấy cái max trừ cho cái min, các bạn chia cho nôm na là gì, những cái đoạn từ min cho đến max. Ví dụ mình muốn chia thành 4 thì các bạn cắt mình sẽ là 4, được không? Được chưa? Các bạn chia để cái đoạn khoảng này, cái khoảng này, cái khoảng này, cái khoảng này. Vậy là chúng ta sẽ có trong này là 4 lớp, được không nhỉ? 4 khoảng. Được chưa? Sau đó các bạn này sẽ dùng cái bảng khoảng và tần suất thì giống hồi nãy thôi. Cái đầu tiên của chúng ta chính là V1, phải không? V1 là cái min luôn ạ. Khi các bạn sắp xếp tăng dần rồi thì cái V1 phải chính là cái min. Thì từ vậy là từ V1 cho đến mấy? Này với cái độ rộng là V đất thì là V1 cho đến bao nhiêu các bạn ạ? V của V đất là cái đoạn đầu tiên, cái khoảng đầu tiên. Cái khoảng đầu tiên á, từ V1 cho đến với cái độ rộng là V đất mà, cái khoảng đầu tiên là V1 cho đến V đất. Được chưa? Tần suất nó là bao nhiêu? Biết luôn rồi phải không? Đó là V đất. Thì cái thằng tiếp theo là V V của V đất cộng 1 cho đến V của 2 V đất, tần suất nó cũng là V đất. Ok. Là cái lớp thứ 2 này, đúng không? Cái lớp thứ 2 là từ V của V đất cộng 1 cho đến V của 2 V đất. Cái lớp này lớp thứ nhất này, lớp này lớp thứ 2 này, lớp này lớp C này, đúng không? Ví dụ độ rộng của lớp là 5 vậy thì phần tử thứ nhất là từ 1 cho tới 5, thứ hai là từ 6 cho tới mấy, tới 10, đúng không? Như vậy cho nó dễ, đúng không? Thì cái thằng này là bao nhiêu? Thằng này là bao nhiêu? Cái thằng này là coi như là lớp thứ nhất, thằng này là lớp thứ hai, cái thằng này là lớp thứ C, đúng rồi. Thằng này xuất phát ở V1, kết thúc ở V5, thằng này là V6 cho đến V10. Độ rộng này là nhiêu? Độ rộng này là tức là V, đúng không? Độ rộng này là bằng 5, đúng không? Cái thằng này kết thúc ở đây các bạn biết rồi, nó là gì? K V đất nhân C trừ 1. Cái đoạn từ đến đây là mình trải qua C trừ 1 lớp là gì? Thì mỗi lớp nó là V đất, thì mình là C trừ V đất, V đất, V đất, V đất cho đến C trừ 1. Ừ, phải cộng 1 nữa chứ Hà nhỉ? Đúng không? Cộng 1. Cái an của cái lớp nhất là 1 với đất này, đúng không? Cái an của lớp 2 là 2 với đất này. Thì cái an của cái lớp C trừ 1 là C với đất, C trừ 1 với đất này. Thì cái thằng này phải cộng thêm 1 nữa hàng nhé. À, đối với cái kiểu mà chúng ta làm theo kiểu automatic như thế này á, thì các bạn thấy rằng là gì? Cái độ rộng của cái lớp thì nó bằng nhau, đúng không các bạn? Chỉ trừ cái lớp cuối cùng có thể thiếu
nó có nhiều cái dạng đa giác đồ khác nhau. Hồi nãy các bạn thấy là dạng dằn và robot, hồi nãy bạn Quang nói gì đó, cái này nó dứt dắt hay không? À, nói chung là về mặt lý thuyết thì chúng ta không có biết cái dạng của nó sẽ là như thế nào. À, để ý một tí là hẹp thôi, cái độ rộng của cái thanh là hẹp thôi, thì khi đó các bạn vẽ cái đa giác đồ thì nó sẽ chấm trung điểm ở giữa các bạn, chứ không các bạn thấy cái đường cong của mình, nó cái đường nó trơn, à, trơn liên tục đó các bạn. Các bạn thấy rằng là cái này thì cái đường của chúng ta nó sẽ gãy khúc, nó không có trơn đó. Khi mình phân đủ nhiều lớp và cái độ rộng của các cái lớp là bé đó, mình sẽ có những cái đường cong liên tục trơn mịn như vậy. Khi người ta làm thực tế đó, người ta làm thực tế thì người ta thấy rằng là gì, nó sẽ xuất hiện một vài cái basic, một cái dạng cơ sở như thế này, nhất là cái biểu đồ dạng đèo uniform đèo. Thứ hai là dạng hình chung, những cái kiểu histogram này nó thường xuất hiện trong thực tế đối xứng, dạng chữ V, cái này là nghiêng trái lệch trái, cái này là lệch phải, không phải là nó cứ như lý thuyết các bạn. Vấn đề là cái ngành khoa học nó mang cái tính ứng dụng rất là cao, nghĩa là lý thuyết là một chuyện nhưng mà trong thực tế nó xảy ra những cái kiểu histogram như thế nào thì nó đều nghĩa là những cái thanh của chúng ta nó gần gần như là nó được xem với nhau, nó lại qua lệch lại một tí nhưng mà cuối cùng nó cũng được xem với nhau, thằng kia nó dưới tí, trên tí. Các bạn thấy là ngang ngang sắp xỉ thì nó giống như là nó đều với nhau, đều các bạn biết với nhau, tức là cái cơ hội nó đều cho những cái đối tượng, những cái element của chúng ta là cái tần suất nó đều nhau hết các bạn nha. Cái normal, cái hình chung á, cái phân phối này rất là quan trọng các bạn, nó gần như nó xuất hiện giống như cái chung á các bạn, mình phải không có đặt hình chung. Các bạn thấy lần là ở giữa này thì nó cao nè, ở giữa này thì nó rất là cao, đúng không? Là nó cao hơn á trong cái middle. Còn là anh những cái vùng vùng biên á, hay là mình gọi là vùng edge, vùng biên á, thì lúc đó nó ngắn hơn. Đối xứng nghĩa là hai bên nó giống giống nhau, bên này nó đối xứng với nhau. Các bạn nếu các bạn chia ra thì nó đối xứng. Cái này cũng là một dạng của đối xứng nha các bạn. Thì các bạn nếu mà các bạn chia một cái giữa nào đó thì mình thấy nó là đối xứng. Cả hai bên nó giống giống nhau các bạn ha. Cái này cũng còn gọi là cái dạng V các bạn. Có nhiều cái loại đối xứng, cái đối xứng nó hơi đặc biệt. Các bạn thấy nó là dạng V. Không thì cái này cũng là đối xứng các bạn ha. Vậy cái dạng lệch trái nghĩa là sao? Như thế nào? Có nghĩa lần này rất là nhiều cái giá trị nó xuất hiện ở bên trái các bạn. Thì cái này gọi là lệch trái. Cái lệch phải tương tự các bạn ha. Ngoài ra còn là một số cái kiểu khác mình có thể vẽ đây như là triangle, tam giác, chữ G vượt ngược. Bimodal là hai cực, multimodal là nhiều cực, tần suất đó. Bây giờ người ta quan tâm tới một cái loại biểu đồ overall. Cái dữ liệu của chúng ta nó sẽ được split thành là bốn phần, có cái độ rộng gần gần bằng nhau các bạn nhé. Cái median trước, cái median là cái trung bình. Trung bình có nghĩa rằng là cái phần tử mà nó đứng, nếu các bạn sắp xếp, nếu các bạn sắp xếp cái dữ liệu kiểu là V1, V2 cho đến VK nào đó, thì trong những cái dữ liệu này thì các bạn có cái phần tử nó đứng ở giữa này. Phần tử này nó gọi là phần tử trung vị, phần tử đứng giữa của cái tập dữ liệu. Thì cái đó các bạn gọi là median. Còn cái V1 nó là gì? Cái V1 đó là trong cái nửa trái này các bạn, thì các bạn lại tiếp tục lấy cái trung vị của cái nửa trái, đó chính là V1.
Cái quý ba của mình là gì? Quý ba của mình là cái trung vị của cái thằng bình thoại này. Cái này nó chính là minimum đó không nhỉ? Còn cái này nó chính là maximum. Chúng ta sẽ xác định quý 1, quý 3 là những cái cặp. Cái box, các bạn sẽ có cái box trước ha. Xác định quý 1, quý 3. Whisker là cái râu á, thì các bạn out ra đến cái min, các bạn out ra đến cái max, cái đó nó gọi là cái whisker. Thì cái hộp của chúng ta đây các bạn nhá, thì đây là quy một, đây là quy ba, thì cái bằng đó thì các bạn là đứt nét ở cái chỗ median, cái phần này các bạn đứt nét. Thì những cái điểm dữ liệu trong thực tế nó là v một chỗ này, v hai, v ba, v bốn, v năm, vân vân, đó là những cái điểm dữ liệu. Những cái VK nó trùng với cái maximum. Nhìn một cái hộp và mấy cái row như thế này này, thì các bạn ước đoán được cái mức độ phân bố của dữ liệu. Tiếp nữa chúng ta sẽ bàn luận về cái đó, nó gọi là cái spread out, tức là cái mức độ dàn trải của dữ liệu, cái variance của cái dữ liệu. Chúng ta làm việc trên index, thì các bạn lấy left, các bạn cộng right, chia cho 2, được chưa? Thì nó ra cái gọi là cái index của cái middle. Cái này là V1 đúng không? Này 19 đúng không? K là 19. 1 cộng 19 20 à? 10 chia 2 là bằng 10. K 19 là lẻ phải không? Lẻ. Thì ở cái thằng số 10 nó chính là trục vị. Trong trường hợp nó chẵn thì có khả năng như thế này. Khi các bạn chia đôi ấy, thì nó ra cái chỗ này, mà cái index cái phần tử của mình là bên này, cái phần tử của mình là bên này, 6, được chưa? Thì trong trường hợp này cái số phần tử của chúng ta là số chẵn còn, thì lúc đó các bạn chia 2 thì nó ra gì? Bằng 1 cộng 6 mà các bạn chia cho 2 ấy, thì 3,5, nó có cái số lẻ đúng không? Thì hoặc là các bạn lấy cái bên này làm trung vị cũng được, hoặc là các bạn lấy bên này làm trung vị cũng được. Cái trung vị của chúng ta muốn là một cái phần tử thuộc cái tập V của chúng ta. Một số cái người họ thích lấy cái giá trị mà nó ở giữa một tính, thì trong trường hợp đó người ta cần xuất xỉ cái giá trị ở đây. Thì không các bạn, cái V ở cái điểm thì mid là bằng 3 đúng không ta? Mid là bằng 3. Các bạn cộng cho V mid cộng 1 là thằng 3 và thằng 4 đó đúng không nhỉ? Các bạn lấy trung bình của hàng này. Chưa? Thì trong trường hợp này thì cái trung vị của chúng ta nó không thuộc vào cái tập liệu đây. Chính là số lẻ không ta? Số lẻ thì là ok không? Ok được không? Đó là gọi là trung vị Q1. Q3 V3 là từ trên cái nửa này nè, trên cái nửa này. Các bạn đếm thuộc được cho lẻ 3, cái này mấy? 3, ráng thêm cái nửa 4, ráng thêm cái nửa 4, V3, được chưa? Tương đối thì các bạn không nhất thiết và chính xác là sắp có dữ liệu từ 4 cho đến 19. Từ V1 cho đến V3 là cái hộp các bạn nhé, là cái hộp của chúng ta thì là từ đây. Cái râu là cái phần mà nó ao cho đến khi mình cái median của mình là cái ở giữa này, đó là cái biểu đồ hộp và râu của chúng ta. Tùy theo cái hộp của chúng ta các bạn, nó co lại hay là nó dài ra thì chúng ta cũng có thể hiểu được về cái phân bố dữ liệu, cái râu nó dài hay là cái râu nó ngắn. Còn một cái loại biểu đồ nữa là biểu đồ thăng và lạc, là ví dụ mình lấy đạt cái số 64 đi nghe, thì các bạn là split cái chữ số này ra, cái phần này là phần thăng, cái phần này là phần lá. Các bạn xem thử chúng ta có những cái thăng nào và những cái lá nào, 5, các bạn để biểu đồ như thế này, 5, 6, 9 đúng không? Các bạn xem những cái chữ số bắt đầu bằng 5 thì nó có phần nào, mình tô bằng 5 đây là 5 nè, 50 nè, được thì các bạn sóc cái lá luôn theo thứ tự thì càng tốt. Ok, lá cuối cùng là 7. Tương tự như vậy thì với thằng 6, 5, 8,
9. Đây là 2, 2, mấy nữa các bạn nhỉ? 3, 6, 8. Đây là biểu đồ này được. Đây là mình đang nói là điểm của cái bài kiểm tra thống kê của sinh viên đó. Thì cái thang điểm là 5. Các bạn nhìn vào đây thì các bạn biết là đa phần là cái điểm là từ điểm 5 trở lên đúng không? Điểm 5 trở lên. Và cái điểm 6 là nhiều gần gần bằng cái điểm đó. Nếu mà cái thang nó nhiều thì người ta sẽ group nó lại cho nó dễ. Ví dụ các bạn hay học thì cái thang điểm như thế này gọi là điểm A, điểm B, điểm C và điểm D đúng không? Ừ. Thì điểm A này người ta group ví dụ như là từ 9 nè, 10 nè, 8 nè. Cái điểm B này là 7, 6 nè. Cái điểm C này là 5, là 4 chẳng hạn. Cái điểm B này là 3, 2, 1 chẳng hạn. Người ta group lại, người ta nhìn như vậy. Lúc đó các bạn chỉ có là 5, 6 và cái thằng kia là 7. Thì lúc đó cái lá của chúng ta là gì? 0, 2, 7. Các bạn thêm cái dấu hiệu gì đó để phân biệt. Ví dụ cái 7 này không có điểm 7 chẳng hạn. Thì cái chỗ này bỏ qua thôi. Ghi là dấu sai. Chưa? Tới phần 8. 3 ha. Từ mấy xóa gì bên mất? 6, 7 ha. Rồi tới dấu sai. Thành 9 thì có gì? B có mày bỏ xuống. Được không? Đây cũng là một cái kiểu mà nhìn vào đó mình có thể hiểu được cái giá trị của các cái phần mềm. Bây giờ chúng ta dùng một số cái định lượng chúng ta hiểu thêm về ngoài cái hình vẽ hồi nãy phải không? Cái quy 3 là chúng ta dùng cái hình vẽ. Bây giờ cái quy 4 của chúng ta là chúng ta dùng những cái con số đặc trưng, những cái số có ba cái độ đo thường được sử dụng để hiểu thêm về cái tập tỷ lệ. Thứ nhất là chúng ta đo cái central, thứ hai là chúng ta đo cái độ biến thiên, cái độ split, độ trải, thứ ba là chúng ta đo cái position. À, các bạn min là gì? Median, ba chữ m, một ba m ha, phương sai, sample, variance. Chúng ta có một cái độ lệch standard deviation. Thứ ba là chúng ta sẽ có cái độ trải tứ phần. Min là cái trung bình này, median là cái phần tử ở giữa, mod là cái thằng xuất hiện nhiều nhất, xuất hiện cao nhất các bạn nhỉ? Cái tần số là xuất hiện nhiều nhất. Variance là cái phương xạ, cái này là cái độ lệch. À, cái này là cái độ trải, cái thông tin này nó cũng giúp mình như thế. Ngoài ra chúng ta còn một số cái số đo phối hợp, ví dụ là hệ số biến động, bảy cái số đo. Thứ nhất trung bình, cái dữ liệu chúng ta nó có về một cho đến về n, cái trung bình này của chúng ta nó sẽ bằng là sigma a trừ một cho đến n tổng hợp ta, cái này là cái sum ha, chia cho gì nhỉ? Chỉ cho cái n, n tức là số cái dữ liệu đó phải không? Trung bình này là không có trọng số. Khi đó chưa hay lắm, một cái số đo khác tổng quát hơn có cái trọng số. Ví dụ hồi xưa các bạn học cái điểm toán của toàn hệ số 3 này, hệ số 2 này. Còn những cái môn khác là hệ số điểm, mà điểm trung bình của các bạn nó sẽ bằng gì? Toán 9 điểm thì các bạn 9 nhân cho mấy? Nhân cho 3. Anh văn các bạn 7 điểm thì các bạn nên cho cộng những cái điểm còn lại sau thêm 2 số 1 nè. Thì là chỗ này ví dụ sử là bằng 5 thì là bằng 4 6, 8, 9, 10 hả? 10, chia 10 nè. Đó là mình liên tưởng cái hồi xưa của mình. Bây giờ dính cái chữ tần suất vô thêm 1 nữa đi thì cho cái tổng chúng ta nó là 12, 12. Thì khi trong này cho tiện thì các bạn sẽ quy cái hệ số này, cái weighted, cái gradity. Đây là cái weighted. Để cho thuận tiện trong tính toán thì chúng ta nên chuyển sang cái gradity. 1 chia cho 12 đến 12. Cái này là 3 chia cho 12.
cái summary của những cái số này luôn luôn bằng 1. Thử làm Excel các bạn nhé. 1 1 1 3 3 2 1 1. Nó mạnh nhiều. Hồi nãy sum bằng 12 đúng không? Thì cái này bằng cái gì? Cái này bằng 1 chia cho 12 đó các bạn ạ. À, dùng địa chỉ tuyệt đối phải không nhỉ? Cái này là mình kéo tới, thì nó tăng cái cột đúng không? À, mình không muốn tăng cột thì cố định cái mặt đóng chặt được không? Ok, cái sân của cái đám đó nó phải bằng mấy, như vậy mình lợi được cái sân của đám này phải bằng mấy. Cái biển của cái anh chàng kia là 8, 7, 7, 5, 4, 9, 5, 4. Kéo qua à, tới đây, đúng không? Tại vì mình cái hệ số mình bán 1, xong mình đã đánh 1. Là một cái người thi toán 9 điểm là văn 8 điểm, công văn lý hóa một điểm thì có cái điểm mình đặt. Chứng minh này có thể thuộc cái tập dữ liệu hay không, và có đôi khi người ta cũng không quan tâm rằng là nó có thuộc hay không thuộc median này. Như là các bạn biết rồi, cái median này chính là cái trung vị. Trung vị là cái phần tử ở giữa, cái mốt là cái yếu vị. Cái này không phải là yếu theo kiểu là mạnh hay yếu, mà cái này là trọng yếu thì tàu. Tức là cái phần tử mà xuất hiện nhiều nhất. Cái trung vị này có thể có nhiều hoặc là duy nhất các bạn nhỉ. Ví dụ nó lẻ thì chẳng hạn các bạn lấy cái phần tử ở giữa các bạn làm cái trung vị. Còn mà nếu mà nó chẳng á thì bên trái cũng được, bên phải cũng được. Còn không bạn nào thích lấy những cái giá trị nằm ở giữa cũng được. Có một cái phần tử nào đó nó xuất hiện nhiều lần hơn những cái phần tử khác. Ví dụ là đây phần tử này nó xuất hiện rất là nhiều lần. Còn những cái phần tử khác thì nó xuất hiện ít lần hơn. Cái này chúng ta có cái tree model, ha, tree model, những cái phần tử xuất hiện nhiều hơn. Thì cái này nó gọi là cái mod các bạn, cái này gọi là em mod, cái mod có thể có nhiều hơn một cái mod tự động. Vì là khi các bạn có một cái tập dữ liệu thì các bạn tính ra được cái mean, tính ra được cái median, tính ra được cái mốt. Thì cái này nó cũng cho thêm chúng ta cái thông tin. Nó khác là gì? Cái thống kê của về cái tập sample này có thể thể hiện ngoài những cái thông tin này. Nếu chúng ta có một cái biểu đồ tần suất mà nó đối xứng, nó xứng kiểu như cái chung hồi nãy đó nha, là chứng minh là nó nằm đây đúng không? Để bên trái nghĩa rằng là có rất nhiều cái giá trị bên trái. Okay. Bởi vì nó xuất hiện rất là nhiều lần thì cái tần suất nó cao nhất. Thì bên này nó rất là nhiều, ngay cái đám đông nó ở bên này, cái đám đông ở bên này. Thì với cái đám đông ở bên này ấy, thì nó sẽ kéo cái min về bên trái các bạn. Thì mình có thể gọi đây là cái min nó nằm ở bên trái. Thì cái median nó cũng mở lần gặp đặc điểm. Vậy thì trong trường hợp này ấy, mình nghĩ là nếu mà nó cân đối như thế này, nó hình dạng chung như thế này, thì cái min nó cũng bằng luôn cái median, nó cũng là cái mốt của mình. Bạn nên gắn với cái ví dụ cụ thể đi. Bây giờ đi làm từ thiện có 20 người, anh tỷ phú này góp 1 tỷ, còn người nghèo thì mỗi người người ta sẽ góp 5 đồng. Góp 5 mà thôi. Đúng rồi, thằng số 5 xuất hiện nhiều lần nhất bộ. Cái variable của mình là cái số tiền mà quyên góp, nó gọi là cái variable. Thì cái anh số 5 này nè, anh quyên góp đây là 20 người nghe. Thì có 19 người là quyên góp có 5 đồng ha. Thì cái này là 19. Cái này là chỉ có 1 anh tỷ phú. Anh góp cái median bằng nhiều à, bằng 5. Median bằng 5 đúng rồi. Cái 5 đồng là nó xảy ra nhiều nhất. 5
năm, 19 cái con số năm, tức là 19 đúng không? Cái median của mình là 5 đúng rồi. Nhưng mà cái min nằm đâu có bạn cho 19 đúng không? Chia cho mấy ta? Chia cho 20 đúng không? 10 triệu. Này có phải chứ? Này có chấm đúng không? Vậy là cái min, cái này 1 tỷ thì cái min nó rơi vào chỗ đâu đây đúng không? Đúng không? Ừ, sắp xỉ như vậy. Thì các bạn thấy cái chênh lệch hơi giữa cái min và cái median nó chênh lệch. Hồi nãy Quang mới đúng cái 1 tỷ này mà. Ngoài lai. Dạ, ngoài lai. Gì biệt. Trong một cái tập dữ liệu mà nó có những cái phần tử ngoài lai á các bạn. Tự nhiên nó kéo cái ROI của mình rộng. Trong khi cái số đông nó là nó tập trung vào cái median. Nói một cái con số ngắn gọn để phản ánh cái sample này thì các bạn phải dùng cái số mấy đó? Số 5. Số 5. Dễ, các bạn dễ nhầm lẫn cái median với cái mean nha. Đó là chúng ta đang đo cái xác định cái trung tâm nó nằm ở đâu và những cái số đo mà liên quan chẳng có chưa đủ của. Ví dụ nghe, mình lấy cái dataset này thì cái mean là nó bằng 5 hết nè, tất cả đều mean là 5. Cái này cả đám 5 thì mean nó bằng 5. Cái median cũng vậy các bạn, cái median nó cũng là 5. Cái này có thể coi là không có mốt. Cái này là mốt bằng 5. Một hoặc 9, nó có hai cái mốt đó nhỉ, nó gọi là bimodal đó. Cái độ chính. Ok. Vậy là cái thông tin về mean và median đó, nó không phân biệt được rồi. Các bạn dùng thêm cái mốt nữa thì có khả quan hơn. Người ta cần những cái số đo khác các bạn. Một cái số đo đơn giản là rank. Bạn lấy mắt trừ cho mình. Ví dụ cái này mình là 1 đúng không? Mắt là mặt 9. Thì cái rank của mình là 8 phải không? Cái này mình của mình là 1, mắt của mình là 9. Cái này vẫn là 8 đúng không? Cái này răng bằng mặt, cái này nằm, cái này bằng nằm. Cái răng bằng không. Tất cả dữ liệu nó chỉ là một điểm thôi. Thông qua cái ví dụ hồi nãy các bạn thấy rằng là giữa cái min và cái median này nó có thể khác nhau, có thể là một trời một vực. Cái đó bây giờ người ta đo cái thông tin người ta gọi là phương xa. Sau khi mình tính ra cái trung bình thì mình xem thử cái độ lệch của cái dữ liệu so với cái mình là gì. Nghĩa là các bạn có V1 này, V2. Ví dụ các bạn xem từ V1 cho đến mình, cái độ lệch distance nó là gì. Cái V2 là khi mình thì đo, để đo cái distance thì các bạn có thể dùng cái trừ đúng không nhỉ? Để y trừ cho cái cái min người ta hay ký hiệu, hồi nãy giờ mình không có dùng ký hiệu. Cái min người ta hay ký hiệu là V, ví dụ như cái tập của mình là tập V nha, mình gọi là V ngang thì là trừ cho V ngang. Đây là cái độ lệch của bạn nha, độ lệch của phần tử thứ y. Bây giờ các bạn lấy tổng độ lệch. Tổng độ lệch này tức là y nó chạy từ mấy? Từ 1 cho đến k nó không ta? Cái tập dữ liệu của mình là từ V1 đến VK. Đây là tổng độ lệch phải không ta? Tổng nó phải tương đối trên cái gì đó. Tức là các bạn chia cho trung bình của cái độ này. Ok, tức là các bạn phải chia cho mấy ta? Chia cho N. Nó, độ lệch nó lớn mà các bạn. Nghĩ theo nghĩa nôm na vậy. Độ lệch người ta đặt cái tên nó có nghĩa là cái dữ liệu nó có phần hướng là xa cái trung bình. Đúng không? Nó bé có nghĩa rằng là gì, nó gần nó cluster, nó gom cụm lại. Có thể nó là số âm thì sao, bên này là -4, bên này là -4, bên này là 4. Chà, cái âm có dương rắc rối quá nhỉ. Là chỗ này á, người ta hay lấy trừ tuyệt đối. Absolute. Có cách khác để cho nó thuận tiện thì người ta lấy cái bình phương square, cái bình phương này. Có nghĩa rằng là cái công thức này của chúng ta đây chúng ta thêm cái dấu bình phương nhiều. Ok. Cái min của mình là cái median chẳng hạn, nó nằm trong cái tập dữ liệu luôn. Thì lúc đó các bạn thấy rằng là gì?
cái chỗ mà nó lại với cái min là bằng, tức là nó nôm na là gì, trong cái đám từ V1 cho tới VK này nè, nó sẽ có một cái VU nào đó, nó chính là cái min. Thì khi các bạn trừ cái độ lệch ra đó, thì cái độ lệch màu đỏ ngay cái chỗ này nè, thì cái độ lệch này của chúng ta nó bằng không đúng không nhỉ? Thì cái này số 0 nó đâu có nghĩa gì đâu các bạn. Nếu các bạn chia với NK thì nó không có chặt bạn. Thường người ta chia cái số đỏ nó chính xác hơn tí, mịn hơn tí, càng trừ 1. Cái trừ 1 đó là cái lý do là các bạn bỏ cái thằng trung bình đi. Thì là chúng ta sẽ có cái công thức để cái dữ liệu nó tập trung xa hay là nó cluster gần cái vị trí trung bình. Thì hồi nãy các bạn có cái thông tin về trung bình đã là tốt rồi. Nhưng mà bây giờ các bạn có cái thông tin về xa hay gần nữa thì nó càng tốt hơn. Bình phương lên nhé. Nhưng chúng ta không chọn cái giải pháp lấy trị tuyệt đối. Những cái số đo của mình hồi nãy giờ các bạn quan sát lại nhé. Là min hay là median hay là mode. Nó đều gần gần, nó cùng cái thứ nguyên đối với dữ liệu. Max trừ min các bạn nhé. Đó là cái rank. Rồi min, rồi median, rồi mode. Nó đều liên quan, nó đều nằm cùng cái thứ nguyên ở trên cái dữ liệu này. Tự nhiên ở đây mình bình phương lên cả. Cái bình phương này nó không cùng cái thứ nguyên. Tự đo đó các bạn, cái mức độ đó. Thì người ta hay dùng cái số đo. Người ta lấy cái căn bằng 2. Thì các bạn bình phương lên, các bạn lấy căn bằng 2 thì nó sẽ đưa về các bạn về cùng một cái thứ nguyên đó. Cái đó nó gọi là gì cả? Độ lệch chuẩn. Cái độ lệch chuẩn. Cái C là độ lệch chuẩn. Chính là cái độ lệch chuẩn đó các bạn.